với mong muốn đem đến những trải nghiệm nguyên mới, chuẩn chất lượng, đúng mô tả, mỹ phẩm chính hãng Long An cam kết hoàn thiện ngay mọi khiếm khuyết. Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng của khách hàng đối với mỹ phẩm chính hãng Long An. Do đó, chính sách đổi trả hàng của chúng tôi được xây dựng dựa trên mục tiêu bảo vệ cao nhất quyền lợi của người tiêu dùng. Chúng tôi hy vọng quý khách có thể yên tâm mua sắm và trải nghiệm dịch vụ trong không gian mua sắm của chúng tôi. Một điều kiện khi khách hàng muốn đổi trả hàng. Chính sách đổi trả hàng được áp dụng khi sản phẩm không trùng khớp màu sắc, mẫu mã, size theo đơn hàng đã lựa chọn, sản phẩm lỗi do nhà sản xuất, đơn vị cung cấp, sản phẩm giả nhái. Với trường hợp này, khách hàng lưu ý giữ nguyên vẹn, đầy đủ tem, nhãn mác, thẻ bảo hành và hóa đơn mua hàng, đảm bảo độ mới của sản phẩm. Vui lòng cung cấp thông tin, hỗ trợ kiểm định sản phẩm. Thời hạn đổi trả sản phẩm. Sản phẩm còn trong thời hạn cho phép đổi trả. Sản phẩm đang được bảo hành. Hai hình thức đổi trả sản phẩm. Mỹ phẩm chính hãng Long An đảm bảo sản phẩm được bán 100% nguyên mới, chưa qua sử dụng, nguyên tem nhãn từ nhà sản xuất. Tuy nhiên, nếu sản phẩm quý khách nhận được gặp phải tình trạng không như mô tả, lỗi khiếm khuyết, chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi ngay cho mọi khách hàng. Chính sách đổi trả hàng của mỹ phẩm Long An sẽ được thực hiện ngay khi khách hàng có yêu cầu. Chúng tôi sẽ xem xét và nhận lại hàng tại các điểm giao trả trực tiếp, tại cửa hàng hoặc qua bưu điện. Sau khi nhận hàng, chúng tôi sẽ đổi trả, sẽ hoàn tiền xứng đáng cho khách hàng, đặc biệt nếu sản phẩm là giả nhái. Chúng tôi cam kết chủ động tiến hành nhanh, sớm toàn bộ quy trình các hoạt động đổi trả trong chính sách đổi trả hàng này.